Được Thanh Đạt chiều chuộng hết mức, Hải Băng cũng khéo nịnh lại chồng chẳng kém. Dù đã qua ngày của cha, nhưng Hải Băng vẫn thay mặt các con mua loạt đồ hiệu tặng Thanh Đạt. Hiện tại Hải Băng đang trong thời gian ở cử, giọng ca Viên Đá Nhỏ dành phần lớn quỹ thời gian của mình để chăm sóc con và lấy lại vóc dáng. Đã qua ngày của cha nhưng Hải Băng vẫn thay mặt các con mua quà tặng chồng, cô viết: "Qua muộn ngày của ba, mẹ và hội bạn nhỏ chúc ba sức khỏe và luôn hạnh phúc." Món quà Hải Băng tặng ông xã là túi xách và dây lưng hàng hiệu. Chỉ một hành động rất nhỏ cũng đủ chứng minh sự tâm lý cũng như khéo nịnh chồng của Hải Băng. Hải Băng và Thanh Đạt có cuộc sống rất hạnh phúc sau khi về chung một nhà. Đang ở cử nhưng Hải Băng vẫn tâm lý khi đi mua quà tặng chồng. Sau khi về chung một nhà với Thanh Đạt, Hải Băng gần như không hoạt động nghệ thuật mà chuyển hẳn sang bán hàng online. Cô liên tiếp xin ba nhóc tỳ đáng yêu cho diễn viên Thanh Đạt. Xin mổ lại sát nhau nên sức khỏe của Hải Băng cũng bị ảnh hưởng. Nhưng trong khoảng thời gian vất vả từ lúc mang bầu đến khi sinh con, Hải Băng đều có ông xã bên cạnh. Thanh Đạt cũng rất chiều vợ khi giúp cô việc chăm con và thường xuyên tặng quà cho bà xã. Biết Hải Băng thích hoa, Thanh Đạt đã tự tay trồng một vườn lan trong căn hộ mới để tặng. Loạt đồ hiệu Thanh Đạt mua tặng để động viên tinh thần Hải Băng trước ngày sinh bé thứ ba. Khi Hải Băng bất chấp nguy hiểm sinh con thứ ba, Thanh Đạt đã xuống tóc cầu bình an cho vợ. Trước đó Thanh Đạt cũng từng mua nhẫn kim cương tặng Hải Băng nhân kỷ niệm một năm đính hôn. Vợ diễn viên Việt Anh xác nhận ly hôn, cộng đồng mạng động viên hết lời, không nên tiếc đàn ông như vậy. Mới đây Hương Trần, bà xã diễn viên Việt Anh tuyên bố là mẹ đơn thân trên trang cá nhân sau nhiều đồn đoán rạn nứt tình cảm. Thời gian vừa qua, thông tin vợ chồng diễn viên Việt Anh Hương Trần đường ai nấy đi gây xôn xao dư luận. Nguyên nhân xuất phát từ những dòng chia sẻ đầy tâm trạng của cặp đôi trên mạng xã hội. Tuy nhiên, trưa ngày 18 tháng 6, Hương Trần thông báo trên trang cá nhân rằng cô chính thức gia nhập hội những bà mẹ đơn thân. Bà xã nam diễn viên Người Phán Sự viết: "Cảm ơn cuộc sống này đã dạy cho tôi nhiều bài học về cách sống, về lý trí và tình cảm. Suy cho cùng, người bên ta vẫn chỉ là những người ruột thịt máu mủ của mình mà thôi. Tôi sẽ trưởng thành hơn, mạnh mẽ và kiên cường bước những bước tiếp theo." Bên cạnh đó, cô còn nhắn nhủ đến con trai của mình bé Đậu Đậu: "Sau này chỉ có hai mẹ con mình, những gì mẹ đã hứa cho con từ khi sinh ra mẹ đều không làm được. Mẹ không hứa nữa, mà sẽ dùng hết khả năng của mình để làm cho con được hạnh phúc nhất. Với những kẻ cướp đi hạnh phúc của con trai mẹ, mẹ sẽ không bao giờ tha thứ và cũng không bao giờ quên được điều đó." Nhiều người động viên an ủi bà mẹ đơn thân: "Cố lên bạn nhé, hãy nghĩ là hết duyên, vui vẻ mạnh mẽ lên mẹ Đậu." Đàn ông nghe đến gia đình vợ con cũng không giữ được thì cũng chỉ là người thất bại trong xã hội, không ai đề cao một người vứt bỏ gia đình vợ con. Xã hội càng phát triển thì con người ta càng tha hóa từ lối sống đến đạo đức. Hơn người ta cơ ngơi túi tiền nhưng không có đạo đức thì cũng là đồ vứt đi. Tìm người cha tốt chứ không phải người cha tồi, là phụ nữ hãy tôn trọng bản thân mình trước tiên đã, mong chị mạnh mẽ. Không nên tiếc em à, lấy chồng mà chưa một lần mặc áo cô dâu, chồng mà kiểu như của chung rất nhiều cô em gái, bạn gái, chị gái thì thôi đi cho nó khỏe, vợ thì chẳng bao giờ chụp ảnh và úp ảnh, chúc em hạnh phúc. Một số người đồng tình quyết định ly hôn của Hương Trần. Sau khi đăng tải những dòng chia sẻ đầy cảm xúc, cư dân mạng nhanh chóng dành những lời động viên an ủi cho người đẹp 9X. Bên cạnh đó, một số fan còn tỏ ra đồng tình quyết định ly hôn của Hương Trần là hoàn toàn đúng đắn. Việt Anh cũng đăng ảnh làm tiệc độc thân cùng bạn bè, cùng thời điểm. Cùng lúc, diễn viên Việt Anh có những chia sẻ ngầm thông báo về tiệc độc thân trên trang cá nhân. Anh đăng bức ảnh chụp cùng đạo diễn Đỗ Thanh Hải, Bùi Tiến Huy và một người bạn ở VFC kèm dòng chia sẻ: "Tiệc độc thân, chỉ đàn ông có lẽ mới thực sự hiểu và yêu thương nhau." Được biết, nam diễn viên chuyển vào sinh sống và làm việc trong thành phố sau khi chia tay người vợ thứ hai. Cách đây không lâu, Hương Trần cũng có động thái lạ giữa tin đồn tan đàn sẽ nghé. Tin đồn vợ chồng Việt Anh xuất phát rạn nứt nhiều lần trước đây. Hôm 8 tháng 10, 2018, đôi vợ chồng bị phát hiện đã bất ngờ cùng đổi tình trạng hôn nhân đã kết hôn thành độc thân trên trang cá nhân. Tuy nhiên, tối cùng ngày, họ vẫn sánh đôi tình tứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Sau khi kết hôn với Hương Trần, Việt Anh nhiều lần vướng phải ồn ào với một số đồng nghiệp, bao gồm Bảo Thanh và Quế Vân. Bà xã Anh cũng nhiều lần đăng đàn phê phán người thứ ba trên trang cá nhân. Tuy nhiên, nam diễn viên luôn phủ nhận tin đồn và khẳng định vợ chồng anh vẫn hạnh phúc. Diễn viên Việt Anh và bà xã kém 7 tuổi Hương Trần bén duyên sau cuộc tình kéo dài 5 năm. Cả hai công khai tình cảm năm 2014 và đã đăng ký kết hôn nhưng chưa tổ chức đám cưới. Hai người có với nhau một bé trai hơn 2 tuổi.
Nam diễn viên Người Phán Xử Việt Anh ly hôn vợ lần hai, không còn giấu kín chuyện cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Việt Anh và vợ đồng loạt xác nhận họ đang độc thân, chấm dứt cuộc hôn nhân ồn ào. Vợ chồng diễn viên Việt Anh Hương Trần đường ai nấy đi sau gần 7 năm mặn nồng. Cả hai chính thức công khai xác nhận thông tin này trên trang cá nhân. Thời gian vừa qua, thông tin Việt Anh và bà xã Hương Trần đã rộ tin đồn đường ai nấy đi, gây xôn xao trên khắp các trang mạng. Nguyên nhân xuất phát từ việc cả hai liên tục có những dòng trạng thái buồn bã khó hiểu trên trang cá nhân, cũng như bất ngờ chuyển đổi trạng thái độc thân. Diễn viên Việt Anh và vợ nhiều lần vướng phải tin đồn rạn nứt từ khi yêu nhau đến giờ. Việt Anh và vợ cũ Hương Trần cùng con trai Đậu Đậu thuở còn mặn nồng. Vừa qua, Việt Anh lần đầu tiên xác nhận mình chính thức độc thân. Tiệc độc thân, chỉ đàn ông có lẽ mới thực sự hiểu và yêu thương nhau. Chào Hà Nội, khép lại một hành trình và chờ đón một hành trình mới an toàn và may mắn hơn. Cùng với đó là tấm ảnh chụp chiếc vali đặt tại sân bay và dòng chữ Chào Hà Nội, khép lại một hành trình và chờ đón hành trình mới an toàn may mắn hơn. Ở phần bình luận, nam diễn viên cũng không quên thông báo với bạn bè rằng sắp tới anh sẽ vào thành phố Hồ Chí Minh sinh sống. Ngay khi đăng tải, dòng trạng thái của Việt Anh nhanh chóng thu hút sự quan tâm. Một số đồng nghiệp vào bình luận, độc thân vui vẻ, bao nhiêu người ước mà không được ý anh nhỉ. Hôm qua đi tiệc chia tay anh vui quá, hẳn là tiệc độc thân, thương em Đậu lắm anh chị. Vừa thấy chị, giờ thấy anh đăng, độc thân không vui chút nào đâu anh chị ơi. Lã Thanh Huyền bình luận, hẳn là tiệc độc thân, tất nhiên mà, Việt Anh đáp. Trước đó một ngày, nam diễn viên Việt Anh còn chia sẻ hình ảnh đồng hành với con trai Đậu Đậu trong ngày đầu tiên đến trường. Không chỉ Việt Anh, Hương Trần cũng tuyên bố làm mẹ đơn thân trên trang cá nhân sau nhiều đồn đoán rạn nứt tình cảm. Cảm ơn cuộc sống này đã dạy cho tôi nhiều bài học hơn về cách sống, về lý trí, về tình cảm. Suy cho cùng, người bên ta vẫn chỉ là những ruột thịt máu mủ của mình mà thôi. Tôi sẽ trưởng thành hơn, sẽ mạnh mẽ và kiên cường bước những bước tiếp theo. Sau này chỉ có hai mẹ con mình, những gì mẹ đã hứa cho con từ khi sinh ra, mẹ đều không làm được. Sau này mẹ sẽ không hứa nữa, mẹ sẽ dùng hết khả năng của mẹ để làm cho con được hạnh phúc nhất. Còn những kẻ cướp đi hạnh phúc của con trai mẹ, mẹ sẽ không bao giờ tha thứ và quên điều đó. Chính thức gia nhập hội những bà mẹ đơn thân, Hương Trần viết trên trang cá nhân. Thậm chí cô còn an ủi chính mình, từ giờ mình sẽ không tin một ai nữa, thế giới này đáng sợ quá, cổ tích không có thật. Có điều tồi tệ gì nữa không, đến hết một lúc đi. Trước đó vào ngày 6 tháng 6, trên trang cá nhân của Việt Anh và Hương Trần đã bất ngờ chuyển trạng thái độc thân khiến nhiều người hoang mang. Việt Anh và bà xã đăng ký kết hôn từ năm 2015 nhưng chưa tổ chức hôn lễ. Diễn viên Việt Anh và bà xã kém 7 tuổi Hương Trần bén duyên sau cuộc tình kéo dài 5 năm. Cả hai công khai tình cảm năm 2014 và đăng ký kết hôn nhưng chưa tổ chức đám cưới. Hai người có với nhau một bé trai hơn 2 tuổi. Trước đó Việt Anh trải qua một đời vợ, có một bé gái sinh năm 2007, hai người ly hôn năm 2010. Sau cuộc hôn nhân tan vỡ của Nhật Kim Anh và chồng cũ Bửu Lộc thì người hâm mộ lại thêm tiếc nuối với vợ chồng nam diễn viên Việt Anh. MC Đại Nghĩa phải năn nỉ Harry Won nhờ Trấn Thành làm điều này cho mình. Ngay khi nghe Harry Won quảng cáo tài mai mối của ông xã Trấn Thành, Đại Nghĩa lập tức năn nỉ đàn em nhờ ông xã mai mối giúp mình thoát ế. Trong tập 10 của Khi Chàng Vào Bếp, cặp đôi MC Thành Đạt và Vân Anh đã đưa Harry Won lẫn Đại Nghĩa đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác bởi những tâm sự của mình. Câu chuyện tình yêu của người nam kẻ Bắc được mai mối bởi ông Mai Trấn Thành trong một game show đã khiến Harry Won thật sự tự hào về anh chồng đa di năng của mình. Không ngừng ngại chấp lấy cơ hội, Harry Won liền khen lấy khen để, Trấn Thành cực kỳ mát tay trong việc xe duyên cho các đôi trẻ. Thấy vậy, Đại Nghĩa nhanh chóng năn nỉ của em đồng nghiệp về nhờ chồng mai mối cho mình một mảnh tình vắt vai, thì bị ngó lơ ngay lập tức vì ca này khó quá. Đối thủ của cặp đôi MC chính là đôi trẻ đến từ nhóm hài Pháp TV Thúy Kiều và Gia Lâm. Sở hữu hàng nghìn fan hâm mộ với lối diễn cực duyên hài hước, Thúy Kiều Gia Lâm còn được yêu thích bởi chuyện tình cảm dễ thương của cả hai. Khám phá chuyện tình yêu của cặp đôi là điều mà cả hai MC Harry Won Đại Nghĩa thích thú. Vậy nên cô nàng Thúy Kiều bật mí luôn chuyện tình gà bông của mình với Gia Lâm chớm nở, chính là cơ duyên đóng chung với nhau qua các tiểu phẩm hài của Pháp TV. Dù trước đó đã biết nhau từ trước nhưng vẫn chưa tiến tới.
Gây hoang mang không kém các đội chơi chính là hai đội trưởng Trương Thế Vinh và Minh Dự trong tập 10. Sau màn giới thiệu nâng đội trưởng lên không trung của Harry Won như soái ca, đẹp trai phong trần, thì sự xuất hiện của Minh Dự là cực kỳ sai trái, theo lời của MC Đại Nghĩa. Mặc dù vậy, tuy không đẹp nhưng Trương Thế Vinh, nhưng Minh Dự tự tin với tài bếp núc vượt trội của mình chắc chắn sẽ mang về chiến thắng cho đội mình trong hai thử thách sắp diễn ra. Hơn thế nữa, với vẻ ngoài soái ca của Trương Thế Vinh, Minh Dự vẫn không quên rải thính nhẹ đàn anh sau màn giới thiệu dìm hàng của Harry Won. Trường Giang liên tục bị chê mập thấy sợ sau kết hôn và đây là cách giảm cân khắc nghiệt. Trường Giang đang thực hiện kế hoạch giảm cân tích cực sau khi liên tục bị đồng nghiệp khán giả chê mập lên thấy rõ. Sau kết hôn với Nhã Phương, Trường Giang liên tục lọt vào tầm chú ý của khán giả mỗi khi xuất hiện. Tuy nhiên, thay vì nhận được những lời khen về vẻ ngoài bảnh bao, nam diễn viên lại liên tục bị chê thân hình phát tướng trông thấy. Thậm chí ở một số hình ảnh hậu trường, nhiều người còn cho rằng Trường Giang đang quá xòe xòa, không chú ý chăm chút bản thân như trước. Ngay cả đồng nghiệp của anh, nam nghệ sĩ Tiết Cương, khi tham gia một game show do Trường Giang làm MC cũng phải thốt lên: Trường Giang từ ngày lấy vợ thấy đẹp trai hẳn ra, mập thấy sợ luôn đó. Trước quá nhiều góp ý từ đồng nghiệp khán giả, Trường Giang đã thực hiện kế hoạch giảm cân tích cực. Theo đó, ông xã Nhã Phương chỉ ăn dưa leo và trứng luộc để cầm hơi trong hậu trường một buổi ghi hình game show. Khoảnh khắc này đã được ghi lại và lan truyền trên mạng xã hội. Dù chưa biết thành quả sau quá trình giảm cân khắc nghiệt của Trường Giang thế nào, nhưng với tình hình hiện tại, người hâm mộ hoàn toàn có thể tin tưởng nam diễn viên sẽ thon gọn ngoại hình trong thời gian không xa. Trường Giang ăn uống đạm bạc theo chế độ giảm cân sau liên tục bị chê mập và phát tướng. Thân hình mập lên thấy rõ của Trường Giang trước và sau khi kết hôn với Nhã Phương. Nam diễn viên thậm chí còn bị chê mặt xòe xòa thiếu chỉnh chu hơn trước. Thank you.